Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Gang Cốt cùng bà bếp nha. Hôm nay Nguyên Cốt sẽ giới thiệu tới cả nhà tiếp một bánh mặn rất là nổi tiếng xứ Âu Châu, đó là món bánh pate chau. Đó, và mình đã làm theo phong cách siêu mini, siêu nhỏ, siêu cool các bạn. Đó, rất là đẹp và dễ thương cả nhà nha. Ăn thì rất là thơm và ngon luôn các bạn. Rồi, chúng ta cùng vào bếp thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là khoảng 50g hành tây các bạn nha. Đây mình sẽ sắc nhỏ. Và 150g thịt đó. Cùng với khoảng 50g pate đó. Các bạn có thể dùng mua pate ở chợ cũng được nha. Không thể mua pate hộp nếu các bạn không có pate ở chợ đó. Rồi mình sẽ có 1g lá oregano các bạn nha. Lá thơm các bạn, lá thêm cũng được. Rồi khoảng 5g hạt nêm cùng 5g muối và 10g đường các bạn nha. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ có khoảng cỡ 1-2g tiêu đó, tiêu hạt các bạn, cùng 50ml dầu mè các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ cho những nguyên liệu này, mình sẽ trộn với nhau các bạn nha đó. Ok, và trước khi trộn mình sẽ cắt nhỏ hành tây các bạn nha. Hành tây các bạn có thể cắt dọc. Sau đó mình sẽ cắt ngang các bạn, mình lại ngang các bạn, thì mình sẽ cắt sẽ nhanh, rất là nhanh các bạn nha. Đó, các bạn cứ cắt dọc thành 5-6 đường, sau mình sẽ lại ngang rồi mình sẽ cắt nhỏ rồi thôi, rất là nhanh. Cắt nhuyễn thì sẽ rất là thơm và ngon các bạn nha. Ok, và hành tây mình đã sắc nhỏ rồi các bạn, sắc nhuyễn các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào, xay vào các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ thì cái thịt xay này đó thì mình đã xay nhuyễn thịt đó, thịt nạc á cùng với mỡ các bạn sẽ rất ngon luôn nha. Chứ nếu thịt không sẽ không ngon, phải có chút mỡ mới ngon. Rồi mình sẽ trộn cái hành tây vào chung nha. Đó, thì nguyên liệu này lát mình sẽ xào các bạn, xào chín luôn các bạn nha. Bắt buộc xào chín tại vì nướng sẽ khá là lâu, nếu mà bánh mà để mà nhân trong chín thì bánh sẽ bị cháy các bạn nha. Nên các bạn bắt buộc phải xào chín cái nhân nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho pate vào thôi. Đó, mình sẽ cho 50-100g tùy các bạn, cho nhiều ít nha. Nhiều thì nhiều hơn pate hơn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu gia vị vào luôn, tiêu, muối, đường, đó, mè vào luôn các bạn nha. Tiêu thì có thể lát mình sẽ cho vào chảo các bạn, mình rang cho thơm rồi mình sẽ cho nguyên liệu này vào chung nên mình tiêu hay lá riêng cũng được các bạn nha. Đó, để dậy mùi thơm với các bạn. Đó, lá oregano, lá thyme các bạn cho vào luôn nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ cho khoảng 50ml dầu vào và mình sẽ bắt đầu mình rang tiêu và sau đó mình sẽ cho nhân vào, mình xào lại xong các bạn nha, rất đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi, đợi dầu nóng mình sẽ cho tiêu vào các bạn nha. Và tiêu đã thơm, bây giờ mình sẽ cho nhân vào mình xào thôi. Đó, nhân mà trộn đầy đủ gia vị luôn các bạn nha. Chỉ xào khoảng 3-5 phút là sẽ chín rồi các bạn nha, rất là nhanh mau chín luôn. Các bạn cứ để lửa lớn đi. Đó, thì mình sẽ xào thơm ngon hơn các bạn nha. Đó, tránh để lửa riu riu, xào lâu rồi sẽ nó không có được thơm. Đó, rồi xào xong mình để nguội, các bạn có thể để lạnh, các bạn dùng tự cũng được các bạn nha. Đó, rồi chuẩn bị tiếp theo mình lấy phần nhân ra, phần bột các bạn nha, phần vỏ bánh á. Thì cái phần vỏ bánh này mình đã chỉ các bạn cách làm và cán bột trong cái bài vỏ bánh là bánh bún của bạn, cái bài trước mình đã up á, bài mà làm về bánh sườn trâu á, vỏ bánh á. Lát mình sẽ lấy cái bánh đó mình sẽ làm cái phần nhân bánh đa số các bạn nha.
Ok, và giá bánh đã có rồi, bây giờ mình sẽ quét cái phần dầu lên cái khay nướng của bạn, để lát mình sẽ cho cái bánh lên cái khay nướng của bạn nha. Mình sẽ quét dầu trước, các bạn có thể nếu có cái nến thì khỏi bắt dầu, mình lót cái nến cũng được các bạn nha. Rồi mình chuẩn bị đó, đây là cái phần mà bánh bút bánh bachi á, mình bánh ngàn lớp các bạn, mình đã làm cái mũi trước á, mình đã đông đá, giờ mình đã đông, bây giờ mình sẽ cán mỏng và mình dùng cái khuôn á, khuôn hoa khuôn gì chọn được mình sẽ ịnh xuống để mình tạo nha các bạn nha, tạo hình nhiều cái cánh hoa, nhiều cái vỏ bánh để lát mình làm với các bạn nha. Ok, và sau khi mình đã lấy cái phần da bánh ra, mình sẽ xếp lên khay vỉ, rồi sau đó mình sẽ dùng cái lòng trắng trứng các bạn, mình sẽ quét lên một lớp lên cái phần mặt trên của bánh nha các bạn nha, để khi mình cho nhân vào á, mình xuống á, thì cái lòng trắng trứng sẽ làm kết nối dính cho hai cái vỏ bánh nó dính vào nhau đó, thì khi mà mình nướng á, nó sẽ không bị bung bánh ra các bạn nha đó. Còn lòng đỏ mình sẽ quét lên trên sau khi mình đã để nhân vào bên trong rồi đó, đó lòng đỏ sẽ tạo màu, lòng trắng thì tạo độ dính, các bạn lưu ý nha đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Đó. Nhưng các bạn hay để lạnh á, đó, mà lấy ra mình sẽ nặn hình sẽ dễ hơn. Đó, mình cho một miếng nhân nhỏ lên từng cái vỏ bánh, rồi sau đó mình sẽ dùng cái vỏ thứ hai mình sẽ ịn lên các bạn nha. Đó là xong, rất đơn giản các bạn nha. Mình sẽ ịn một cái vỏ còn lại lên trên để các bạn thấy cách làm nha. Nó đơn giản, các bạn có thể dùng một cái nắp hay một cái khuôn tròn hoặc là cái nắp nước ngọt cũng được các bạn đó. Mình sẽ cái nắp nước ngọt để mình ịn lên các bạn nha, để các bạn thấy được cái bánh này rất là nhỏ các bạn thấy không, cái nó vừa với cái bánh vừa với cái nắp nước ngọt là biết nhỏ cỡ nào các bạn đó. Bánh mini các bạn, chứ còn bánh thông thường ngoài phải to gấp 2-3 lần cái bánh này nha các bạn nha đó. Mình chỉ việc ịn lên làm tạo cho nó độ dính, cho hai cái vỏ dính vào nhau các bạn. Đó, các bạn chồng cái vỏ bánh balsa thứ hai lên, rồi mình sẽ ịn xuống, đó. Ịn xuống là tạo một cái vân, thứ là vân thứ hai là sẽ tạo được cái dính cho hai cái nhân đó, và cái nhân nó sẽ nằm ở giữa trong hai cái vỏ bánh các bạn nha. Ok, và mình đã làm xong được 12 cái bánh rồi các bạn. Đó, mình tổng cộng là 24 miếng, 24 miếng nhỏ. Đó, mình sẽ ghép lại là được 12 cái bánh các bạn nha. Đó. Và sẽ mình luôn đề mình sẽ quét một cái lòng đỏ lên. Đó, bạn thấy rất sức lợi hại của cái lòng trứng không? Lòng trắng thì dính, lòng đỏ tạo màu rất là đẹp các bạn nha. Đó, bây giờ mình chỉ việc lấy cọ mình quét cái lòng đỏ lên trên là mình chuẩn bị mình nướng các bạn nha. Đó. Mình làm muốn tạo cái màu nó lên đẹp thì có thể quét 1-2 lần á, quét lâu hơn thì nó sẽ tạo màu đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào lò mình nướng thôi các bạn nha. Ok, và mình sẽ cho vào lò nướng ở 180 độ và mình sẽ nướng khoảng 10-15 phút các bạn nha. Các bạn nhớ canh nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị có hình quả như thế nào nha cả nhà. Tên 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 cả nhà xem ngon không? Trời ơi, nhìn là thấy thèm rồi các bạn ơi, giòn giòn dở bên ngoài, trời ơi wow, quá tuyệt vời cả nhà ơi, bánh pasticho mini siêu cool đó, bên ngoài lớp vỏ ngàn lớp giòn tụm giòn tan đó, lớp vỏ bánh có bơ các bạn, rất thơm nha, nhưng thì khỏi nói luôn, pate thịt xay hành tây các kiểu, trời ơi ăn rất là ngon cả nhà ơi, ăn một cái mà chưa đã, muốn thêm hai cái ba cái chắc hết dĩa luôn, cũng chưa đã các bạn ơi, tuyệt vời luôn cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây vui vẻ với món bánh pate show mini này nha, hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, bye bye.